Này, có anh em công ty xuống nha, đi test máy dít tin 260. Đây đang quay clip, đây là cầu U Minh, đây là Di Đan. Kiên nó lên hình rồi. Cái cầu này là độc nhất vô nhị U Minh luôn nha. Em sợ đây quên tình yêu mới. Ủa mấy cái cây này mà cưa là bị bắt liền nè. Cái nhà nước rồi. Cái nhà nước. Bơm thử cái máy bơm này nè. Bơm thử này nước từ tư rồi. Ít tiền 260. Wow. Tụi con đó tôi cũng chưa gặp cây 260 nữa. Đủ. Tôi quay tôi có đẹp trai không? Nếu thấy. Trời đi có hai thằng mà đâu có hành lý quá trời. Rồi, đây là thợ chuyên nghiệp. Ê, đụng ơi. Lấy mà bấm giảm áp vào không chưa? Để làm nổ xong cái gì vậy. Ừ. Ngọt không? Được rồi. Ngon không? Ngon hơn 250 không? Ê! 250 sao chạy không ngon 250. Quá gọn. Này cho mỗi ông lít rượu là ông cứ đi chịu luôn á. Ủa đeo đeo cái đó vô có nghe không?
Ơi giờ chúng sắc. Ơi. Rồi. Thôi được rồi. Em học sinh. Mấy em nhỏ bé bỏng. Đồ qua các chàm ở đây cây nhỏ nhỏ không em mấy anh em ơi. Người nông dân. Chân ghê vậy. Người lao động. Ghê mày đi đâu quá thấy cái lưỡi cưa nó giỏi rồi. Theo chân anh Định nha, anh Định đại gia của mình nha, anh Định đại gia của mình. Cái này là cái gì? Nó nắng vãi luôn. Hôm này là làm này là khỏi tập gym luôn em anh ruột. Đâu coi giờ mấy đứa trắng trắng là nó đi tắm đen lại cho nè. Như em nè, em tắm đen nè, em đen xì luôn thấy không? Bấm giảm áp vô chưa cho nó đã.